nha, để tôi chọn cái đối thủ của Việt Nam nha. À, tức là vô. Mời các bạn quay trở lại sân cầu lông ngoài hành tinh. Ngoài để xem một trận đấu thuộc khuôn khổ SEA Games 30 giữa hai đội là Indonesia phía bên tay phải và Việt Nam. Myanmar bên tay trái. Trận cầu lông này là trận cầu lông tiên tri, có nghĩa là nếu mà đội nào đội đại diện của Myanmar thắng thì Myanmar sẽ vào chung kết, còn Indo thắng thì U22 Indo sẽ vào chung kết SEA Games 30 và nhiều khả năng là đội vào chung kết đó sẽ gặp Việt Nam. Đúng không? Rồi những các bạn cũng biết thì chiều nay 19 giờ các bạn nếu mà có rảnh thì ngồi coi, còn nếu mà bận công việc thì cũng sắp xếp mà để mà ngồi coi nhá. 19 giờ tối nay nhá, Việt Nam sẽ đấu với lại Campuchia. Campuchia là đội lần đầu tiên lọt vào bán kết. Trận tiên tri này mặc dù là nó không có Việt Nam nhưng mà nó là để mà xác định đối thủ nhiều khả năng là của Việt Nam trong 19 giờ chiều nay. 4-3 chung là ai? Quên. Trúng đầu rồi. Trúng đầu rồi. 5-3 nhẹ nữa. Indo đang dẫn 5-3. Đập xuống chắc chắn. 5-3 quên. Quên luôn. 5-3 6-3. Theo tình hình này thì nhiều khả năng là Việt Nam của chúng ta sẽ gặp Indo, tiếp tục gặp lại Indo ở trong trận chung kết ở đây. Như tất cả mọi người cũng biết thì SEA Games 30 có một chút tiêu cực, cho nên là những cái đội yếu nằm hết đó bạn ạ. Sau đó có chủ nhà, còn tất cả đội mạnh á dồn vô bảng B. Là bảng B là bảng có Việt Nam của chúng ta nè. Bảng B là bảng đại tử thần mà Việt Nam mà đợt này nhất bảng có nghĩa là có thể thấy được là Việt Nam có một sức mạnh cực kỳ lớn trong giải lần này. Tất cả thì không có chắc chắn nhưng mà cơ hội cao. Bạn công việc á thì nếu mà những cái công việc ví dụ như ai chiều nay 19 giờ và những cái thành phần mà bận quốc gia đại sự hay là bảo vệ biên giới thì ráng canh, còn lại là phải ngồi trước tivi để mà coi nhá. Nếu mà không qua được phim pin thì ngồi trước tivi để mà xem trận hôm nay nha. Đấy ở ngoài rồi. Dạ. Trong tay này. Cái đứt cái nằm đây nè. À trời, ngoài trời đúng lắm mà. Đúng lắm. Đúng lắm. Vậy. Trong ông trong tay này. Đây nè. Bắn cái này nhảy xuống. Rồi đi thẳng một đường phía dưới mà. 11-15. Đó, 12-15. Cái gì? 6-12. À trời trời, mới 6-12 hả? 6-12. Ôi tệ vậy. Ai ngờ là đội có tiền nhỏ mà tệ vậy à? Bãi từ từ mà. Tại sao lại thì có ngôi sao mà sao lại bám vậy? Tốt cầu. 8-12. Ôi trời trời, còn có bà Kim Anh này nữa chứ đâu phải là ai đâu. Nhưng vậy là đội in Myanmar là gồm có quên đi. Trời ơi. Gì? Để 8-13 chứ. 28. Quýnh Việt, hay lắm Việt ơi. Quên. 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 Còn hay lắm Việt. Hai em Việt. Chín, 12. Ở bên Mai vậy mà cũng vô được. Xuống. Rồi.
Thôi nói chung là Myanmar chuyến này là tới bán kết là coi như là một thành công của Myanmar rồi. Còn lại là chung kết là phải là hai đối thủ cực mạnh, Việt Nam gặp Indo thôi. Có người sao kỳ nhỏ trong đội hình mà không ăn thua mà nhỏ là đâu mà bèo nhiều vậy. Trời ơi, bánh xe cực nhỏ te luôn. Cực xe đảo hả? Không những là không giúp được đội mà còn bị bánh te tua luôn. Tay. Để nhỏ nào thì chịu sắp xếp đội. Đây, đó. Bay, 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 bay. Đứng dậy sao? Mày hả mày? Nhỏ te thua quánh đi nhỏ như nồi dễ rách luôn à. Bao nhiêu? Không, có 8 không đúng rồi. Không biết nữa mày. 18 ơi. Đúng rồi, 18 ơi. 18 ơi. 8. Hay quá. Thôi đầu hàng đi. Đầu hàng đi, coi như tới 19 thôi đầu hàng đi. Ra kêu là xin thua đi cho rồi. Không. À, thử đội khác vô. Hay. Ôi dồi, 11, 19. Thứ nhất là có đặc điểm là hay chủ quan lắm nè. Khi mà ăn các bị cho là anh nhiệt thường là... Tay ra cưng. 12. Cố lên đi chị. À, nếu mà trận này mà có Hà trong sân á, Hà rất là khoái những trận mà ở 12 này nè. Đó. 20. 12. Sân này là chỉ có Hà là mới loại ngược dòng thôi. Như vậy là chiều nay Indo sẽ thắng Myanmar các bạn nha. Tiên tri là như vậy đó. Có bỏ vô hả?